Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Gái Bản của mình. Hiện tại thì mình đang có mặt tại giữa trung tâm của cánh đồng Mường Lò. Và thực sự là mình đã được giới thiệu một cái đám cưới, phải nói là ở trong bản nhưng phải nói là rất là khủng. 120 mâm, hôm nay là mổ 2 bò, 3 dê và khoảng 50 con gà nữa. Đấy, mình chưa thấy một cái đám cưới nào to như này. Thì hôm nay mình vào mình ghi hình cho tất cả các bạn cùng biết. Ở đây thì cũng rất là nhiều anh em xem trên kênh cũng muốn giới thiệu quảng bá cái ẩm thực rất là ngon ở tại khu vực này các bạn ạ. Cho nên là hôm nay mình vào mình quay cho tất cả các bạn biết một đám cưới thật là tuyệt vời này nhá. Xin mời tất cả các bạn cùng theo dõi video. Đây, hiện tại thì vào ngay buổi sáng mình vừa đến đây thì tất cả các anh đã mổ trước một con bò rồi để làm cái giò bò đây, cái món giò bò đây các bạn nhé. Đấy, còn ba con bò ở đằng sau kia mình ra mình quay cho bạn xem. Ba con dê, một con bò nữa. Đấy, đây một cái khung cảnh rất là đông vui. Tất cả các anh ở đây đã mổ gần như xong con bò rồi. Hai cái đùi bò đã cắt ra để làm giò. Tất cả bát đũa rồi là loa đài đã được chuẩn bị sẵn ở dưới này rồi. Bên này thì các chị đang chuẩn bị cái gì? Vâng, chuẩn bị cái gì trong đấy? Ra đây quay cho các bạn biết là cái con dê, ba con dê và một con bò vẫn còn đang buộc đằng sau này. Đây này, đây là một con lợn đen nữa nhá. Đấy. Thật sự là mình cũng chưa thấy một cái đám cưới nào mà nó to như đám cưới này, mổ nhiều như đám cưới này các bạn ạ. Đây, sau này. Đấy, gà này, dê này, bò này, nhốt thẳng ở trong chuồng này rất là rộng rãi, thoải mái luôn. Đấy, đó là quá tuyệt vời luôn. Ba con dê vẫn đang ăn cỏ. Hôm nay thì chắc chắn là có nhiều cái món pịa dê, pịa bò, rất là nhiều món ngon đấy các bạn ạ. Đây, sang bên này thì mình xin giới thiệu với các bạn ở đây có cái món xôi nếp cẩm. Chào các chị nhé. Giới thiệu cho các bạn một chút là các bạn là cái món của các chị đang chuẩn bị làm đây này. Xôi nếp cẩm, xôi này là ở Mường Lò mình hay ở Điện Biên đây chị? Mường Lò. Xôi cái gạo nếp là gạo Mường Lò. Đây toàn các chị người Thái này, rất là xinh gái luôn. Bóc tỏi món gì kia cô? Thịt bò á? Thịt bò xào từ hôm nay được cơ à? Chuẩn bị thế gì? Vâng. Vâng. Các cô đây là người Thái đen hay là người Thái trắng? Thái đen à? Thế là hôm nay là cưới con gái hay là con trai chị ạ? Con trai lấy dâu cái gì? Thế à? Vâng. Đón dâu. Vâng, đón dâu. Xuống sớm mà đi đón dâu, may có chứ, may chủ nhật mà. Chị lấy vợ từ đâu rồi chị? Sơn Lương cũng người Thái à? Thì hai bên là người Thái đen với nhau hết. Vâng. Một bên Thái đắng, bên kia Thái trắng à? Thế là về nhà mình là vẫn phải tảng cầu đấy đúng không? Làm lễ tảng cầu ở bên nhà ngoại đúng không? Thế à? Vâng, hay đấy nhỉ. Mai quay chi tiết một cái đám này cho các bạn cùng xem. Người chú rể Thái đen lấy cô dâu Thái trắng phải như thế nào nhé các bạn nhé. Đây cái món đầu tiên thì ở đây các anh làm cái món giò bò các bạn ạ. Có tắt nhang lại không mình á? Có củ quý à? Cất đi à? Chim hay là ấy đấy? Sùng ống à? Vâng. Còn giò bò thì đây này, thịt nạc rất là tươi đây rồi đây. 20 cân, tí nữa thiếu 12 cân nữa. Đấy, trộn với cái mỡ lợn. Sang bên này xem các bác lấy nội tạng của con bò ra. Món piếc. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Long Tảo đâu mà. Đây làm bò nốt rồi anh. À làm giò tiếp à? Giờ là tiếp tục mổ lợn đen này các bạn ạ. Cách hãm tiết của các cụ ở đây thế nào? Hãm bằng muối. Muối. Vâng. Coi coi lúc mình làm. Mổ cái đùi ra như kiểu cái đùi giống phanh, như kiểu phanh cái đùi gà mình các bạn ạ. Lâu hành thu hoạch ra nó plan mê rồi, lâu hành mà nó điều hành mà nó đây là cách lọc sườn đấy nhỉ. Làm kiểu này như nó ấy nhỉ. Em thấy có người ta lại cạo nhá. Cái này là rạch bóng luôn. Lọc sườn rất ông hay. Bên này là ông khó lọc, bên kia là ông trưởng lọc. Ông trưởng lọc là ông bên này. Đầu bếp cứng á. Đấy, kiểu lọc xương này rất là hay. Sạch bóng. Ra xem món giò bò của bác này. Ui, ngon chưa? Lại gặp bác đại ca chuyên giò bò. Ngon chưa? Đấy, cái khâu này là khâu anh cho đá vào để làm mát mát cái bong này này, để mà khi mà xay thịt nó không bị thâm ấy các bạn. Làm giò này kỹ thuật phết đấy. Trước là nghe anh giới thiệu kỹ thuật đấy. Nó mát thì để nó mát thì thịt nó tươi đúng không? Xay thịt nó không bị thâm. Đấy, lúc nào phải có một bát đá, một bát gia vị thì bát nước mắm này, bát mì chính với lại bát hạt tiêu. Thịt bò đây, cân ở bên này 27 hay 37 anh? À 28 hay là 7 lạng rưỡi thịt với 2 lạng rưỡi mỡ à? 7 lạng rưỡi thịt với 2 lạng rưỡi mỡ thì nó là 75% thịt bò.
Này là 100 thịt mỡ. Thịt nó sẽ bị giò nó sẽ bị thâm các bạn ạ. Dưới 2 phút. Đấy, như thế là được rồi. Bây giờ là đóng khuôn. Cứ một cân nhỉ? Cân đấy. Cân một khối này nhỉ? 3 cân. Ba dạ? Một cối này được 3 cân. 3 quả. Không. À một quả này thì là 1 cân. Một quả 1 cân thôi đúng không? Một cân có dư. Còn một cái cối này là được 3 quả. Đấy, đặt lên cân kìa. Một cân cái vỏ có cái vỏ nó là bao nhiêu? 6 lạng à? 6 lạng. Thế cân 6 nó đủ đúng không? Cân 6 đủ rồi. Ok, đủ. Đấy, sang bên này xem người đẹp đóng gói nè. Đóng kiểu gì? Là phải cho nó chặt vào chứ em. À thì à. Em là người nhà hay là người cùng đội của anh ấy? Em người nhà thôi. À người nhà. Em đâu? Ừ, nó dễ làm thôi nhỉ. Đấy. Nhét vào cái như thế là được. Đè nó xuống. Ồ. Cái này bé. Nghiêng à? Bị nghiêng à? À. Cổ cái bé đấy, cho cái to đi. Anh sẽ sửa đấy, cái to kia mới vừa. Cái sửa. Thôi cái sửa đó. Nếu mà cái nào lỏng quá thì phải đệm thêm cả cái nan này vào các bạn ạ. Đây. Đấy. Đấy. Cho nó chặt chặt đấy em ạ. Đây, món giò của anh đã được xem là bao nhiêu khuôn rồi. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 20 à? 20 em. Đấy, bây giờ là xếp vào đây luộc. Xếp từ nước lã các bạn ạ. Cái này hình như là xôi có. Ừ. Tao hủ bao nước anh. Món này rất là ngon. Đây. Mình rất là thích món này luôn. Giò bò. Mỗi cối này là được 1 cân. Là được 3 mâm. Mỗi được 4 đĩa. 4 đĩa cơ à? À thế à? Cháu tưởng được 3 đĩa. Vâng. Đấy. 2, 3 lớp nhỉ? Yeah. Được 3 lớp không? 3 lớp thì vâng. 2 lớp được không? 2 lớp. 2 lớp thôi. 2 lớp. 3 lớp. Ba lớp không? Ba lớp được mấy quả? Sôi bao nhiêu lâu anh nhỉ? Hôm trước anh bảo em quên rồi. Hả? Anh trai? Sôi được sôi bao lâu? Sôi là sau 1 tiếng. Sôi xong là đặt xuống. Ủa à? Sôi xong cho mình nhỏ lửa xong. À. Thiếu 5 quả nữa mới đủ 1 bể. Sao? Bây giờ vẫn đến nước vẫn ăn 5 tiếng nữa à? Chọn đấy. Khi mà sôi lên thì cho nhỏ lửa đi và đúng 1 tiếng đồng hồ từ lúc sôi thì mới được các bạn ạ. Kéo 5 nào em bạn này. Kéo 5 à? Kéo 5 là ông phóng. Kéo 5 chế. Gặp ngay cô chắc là chuyên bếp hay sao mà lọc giỏi thế. Kiếm thật. Cầm luôn dao cho thanh niên luôn. Đừng có đùa.
À. Đây ấm nha mà. Ấm nha tôi hết. Đây nghe đây bạn, bên kia đâu hỏi em. Quay chụp rồi lọc. Đội mũ bảo hiểm lọc thịt nhá. Đừng có đùa. Đấy, sản xuất luôn. Thấy chưa? Nãy mà ông nào con rể không cẩn thận là về bà dạy hết. Đấy, con gái đây nhá. Con gái có làm giỏi không? Em gái có làm được như mẹ không? 16 tuổi á? À? Hả? Cô ơi, con gái có 16 tuổi thật á? À? Cháu quay lên đây là nhiều anh hỏi thăm lắm đấy nhá. Dạ, 16 tuổi. Rất là xinh gái luôn. Chắc là kiểu gì tí cũng giúp ở đây đúng không? Đấy. Các thanh niên cứng thấy chưa? Em ăn lắm thêm với xem nó cũng nhiều thế. Chuyên nghiệp thật. Để chúng ta sẽ vào bên trong này xem có các chị với các cô thấy chuẩn bị cái gì từ sáng ở trong này rồi các bạn ạ. Không biết là có cái món gì đây. Có món gì đây chị ơi? Chị đang làm cái món của dân tộc Thái đấy em ơi. À thế à? Có cái món gì? À thịt treo các bếp à? Thịt sấy. Thịt trâu sấy à? Vâng. Thế à? Không phải là thịt lợn, à không phải thịt bò mà thịt trâu à? À, thịt trâu gác bếp này các bạn này, ngon chưa? Đấy, đây là một món đặc sản nhất ở trên Tây Bắc đấy. Và nhất là cái món này là đặc trưng của người Thái. Thịt sấy gác bếp rất là ngon đấy. Mình thích cái món này uống bia, tuyệt vời luôn. Đấy, đun than bếp củi. Cứ lên Tây Bắc mình để thưởng món này nhé các bạn nhé. Vâng. Ở đây chị nhà có gần đây không? Có ai làm món này không? Ở đây thì chị à thế à? Ở đây thì mấy chị em hay tụ tập nhau để làm cái món này ấy. Vâng. Chị người Thái gì? Người Thái. Vâng, vâng. Ngon đấy, món này thì ngon tuyệt vời đấy. Đấy, các cô. Thì ai xong rồi chia sẻ cho chị với nhá. Rồi. Vâng. Rồi tiếp tục lại xong một con rồi tiếp tục lại. Mổ một con nữa. Chưa thấy một đám cưới nào mổ nhiều như này. Hai con rồi hả? Con này con thứ hai. Ui, bò là bò ta, nó nhỏ. Đây. Món này món tiết bò đấy các bạn ơi. Tiết này người ta ở đây các anh lại hãm các bạn nhé. Hãm tiết để đánh tiết canh. Không giống cái món hôm trước mà mình làm tiết hoa đấy, nhưng mà đây là hãm. Hãm bằng gì chú? Muối. Bằng muối à? Cũng như kiểu tiết lợn đấy quá. Vâng. À thế ạ. Tối nay đánh đúng không hay trưa đây? À tối. Tối. Dạ. Yeah. Tối. Vâng, vâng. Đấy, con thứ hai. Con lợn đã được mổ phanh rồi các bạn ạ. Thịt lợn đen này. Thịt lợn đen bản ngon chưa? Đấy. Bò này bắt đầu là thui. Cái thịt bò này, à cái thui bò này đặc điểm là người ta phải dội nước vào cho nó thấm hết cái lông với cái da của nó ấy. Xong bắt đầu người ta mới thui. Nó khác với là thui lợn, thui đấy, thui chó. Thịt bò thui vậy. Thịt lợn đen này các bạn này ngon chưa? Nạc. Con này chắc là nuôi sạch lắm đấy.
Lạc Cổ Âu. Một năm được phòng này ấy. Một năm mà chú. Ôi nhìn sướng. Đùa hôm nay gặp toàn những món ngon mình nhỉ. Lợn thì lợn đen, lợn nhà nuôi, bò, dê, toàn những món ngon. Đây thử một bên con giò và giò bò mà lọc ra thịt xem được bao nhiêu nhé. Nhưng mà con này nó nhỏ nhỏ thôi các bạn ạ. 8 cân à? Tức là con đùi nhờ con bò vừa nãy cho vào là nó được khoảng 8 cân thịt nạc các bạn ạ. Khi mà lọc ra ấy. Cần đo đong đếm đàng hoàng xong bắt đầu mà lọc ra. Thái từng miếng này này, đấy. Để cho vào máy xay. Xay. Luộc à? Luộc. À nộm á? Nộm à nộm chua đấy à? Ờ. Đấy, cái bì bò này là các chú canh ở đây để làm món nộm các bạn nhé. Rất là ngon đấy. Ngày Thái mình có cái món bì mà da trâu ấy nhỉ, treo các bếp ấy. Làm cái món nộm chua đấy, ngon. Với làm món vén đấy. Ngày mai ăn món này hay hôm nay à? Hôm nay à? Ăn tức là ăn bữa phụ thôi gì? Vâng. Đây, đuôi điếc này. Ngon chưa? Chung là toàn món ngon thôi. Là mọi người đang chuẩn bị loa đài lên phía rạp bên trên kia các bạn ạ. Rạp của gia chủ thì được dựng cách khoảng 20 mét, khoảng 20 mét các bạn ạ. Nhà chú ở đây, còn rạp cưới ở trên này. Mượn một cái sân khá là rộng lên đây quay cho các bạn biết là cái rạp cưới trên khu vực này người ta làm như thế nào nhá. Khu này thì là bản làng của người Thái hết nha các bạn nhé. 100% đấy, gần như 100% là người Thái đấy. Toàn nhà sàn đó. Ở trên này thì dựng rạp ở trên trên mặt đường. Mặt đường quốc lộ 32 các bạn ạ. Khu này thì nền nhà người ta chưa ở. Nên là khá là rộng. Khu rạp rộng lắm các bạn ạ. Dài phải đến mấy chục mét đấy. Sắp xong cho người đẹp. Ê, trốn. Trốn kỹ. Một em gái rất là xinh đang dựng rạp ở đây các bạn ạ. Đây. Rạp này tổng của nhà anh chị thì của nhà chủ là 120 mâm. Không biết là ngồi trên nhà bao nhiêu. Còn lại là ngồi rạp này các bạn ạ. Đây là cái khâu chuẩn bị sân khấu các bạn ạ. Sân khấu ở đây mà không làm chắc là không thể trụ nổi. Tại vì là ở đây thì có một cái phong trào văn hóa văn nghệ rất là đặc sắc. Nhất là cái điệu nhảy múa xòe múa xiếc ấy. Khi mà ăn cơm uống rượu xong thì người ta nhảy rất là đông vui luôn. Thế nên là chuẩn bị cho nhảy. Thế nên là không chắc là xuống ngay. Mình chứng kiến rất nhiều vụ ở trên khu vực này rồi. Rất nhiều cái sân khấu nó bị gãy luôn. Mình vừa hỏi rồi, cái rạp cưới này là chuẩn bị cho 110 mâm cỗ các bạn ạ. Còn ở trên nhà nữa là 10 mâm nữa là 120. Còn những cái nhà bếp rồi là khách ấy thì còn không nói nhá. Đây là gọi là khách chính rồi. Âm thanh loa đài trên xe kia. May ở đây cái chỗ này nó ngay gần đường. Đấy. Ngay gần đường mà là rộng rãi thoải mái. Bên kia là cái đồi ấy, cánh đồng Mường Lò nhé. Ngoài này cánh đồng Mường Lò, các bạn nhìn thấy những cái đám ruộng ngô đấy, bạt ngàn ruộng ngô luôn, rất là nhiều. Đây này, ở đây người ta có trồng cái cây hoa ban này. Đây là hoa ban tím này các bạn này, đẹp lắm, đang đến mùa nở đấy. Theo dọc hai bên đường này rất là nhiều luôn đấy. Bên này này đẹp cực luôn. Bác cái nào được, cái này phải khiêng.
Nhiều loa phết đấy nhá, 1, 2, 3, 4, 5, 6 à, 6 loa. Các bạn ơi, giờ phút này là cũng là tầm tầm buổi trưa rồi. Mọi người vẫn đang chuẩn bị, nhưng mà cũng chuẩn bị ăn cơm rồi các bạn ạ. Thế nên là mình cũng có lẽ là cũng xin phép được kết thúc cái phần 1 ở đây. Bây giờ mình về ăn cơm đã. Nhà mình ở trong này khoảng vào khoảng độ 2-3 cây nữa. À, giới thiệu cho các bạn. Đây, khu vực này thì người Mường Lò, riêng cái mùa thu đông này thì bao giờ người ta cũng đang thu hoạch ngô ấy. Nên là các bạn lên du lịch vào cái tầm thời điểm đầu đông này thì ăn ngô đông với khoai nướng, rồi là ngô nướng, ngô luộc ở ngay đường hàng cây rất là đông luôn. Nên là giới thiệu cho các bạn biết nhé. Đó, các bạn nhìn thấy không? Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào phần 2 các bạn nhé.